Mỗi một loại cần cẩu sẽ có cơ cấu ngắt cúi khác nhau. Hãy xem tài liệu cụ thể của từng cần cẩu để có phương án chỉnh định ngắt cúi thích hợp. Ngắt cúi cần cẩu Mitsubishi. Cái hộp ngắt cúi cần cẩu thì nó gồm hai bộ ngắt cúi. Một bộ ngắt cúi cho cơ cấu nâng hạ cần, một bộ ngắt cúi cho cơ cấu nâng hạ hàng. Mặt khác, một bộ ngắt cúi thì gồm hai phần, một phần tĩnh và một phần động. Phần tĩnh là tiếp điểm ngắt cúi. Vị trí của tiếp điểm ngắt cúi có thể được chỉnh định bởi việc nới các ốc và chỉnh định vị trí của ngắt cúi, sau đó khóa chặt ngắt cúi bật. Phần động là vấu cam hiện diện trên trục vít. Các trục vít này liên quan tới trống tời cơ cấu nâng cần và nâng ngả hàng bằng xích. Như chúng ta đã biết, khi thay cáp chúng ta cần phải tách cơ cấu truyền động giữa trống tời và trục vít để không cho chúng có sự chuyển động trong quá trình hoạt động. Đây là một điều chúng ta cần chú ý. Vậy công tác chuẩn bị thay cáp được tiến hành như sau. Chúng ta đưa cần cẩu về vị trí nghỉ, sau đó cái bánh răng trên trục vít ra và không cho sự chuyển động giữa trống và trục vít nữa. Sau khi thay cáp xong tại vị trí nghỉ, chúng ta gắn bánh răng và cho trục vít chuyển động cùng với trống tời. Sau đó chúng ta cho cần cẩu dịch chuyển thật chậm tới các điểm ngắt cúi, góc nhỏ nhất, góc lớn nhất, vân vân. Và tại các vị trí này, chúng ta tinh chỉnh ngắt cúi để có